Ừ, có. Hello, mẹ chị nhá. Rồi mẹ chị ơi, ai đang xem mẹ chị chậm chậm ba chia sẻ ba hôm nay lên áo len mẹ chị ấy. Hôm nay lên xả len và phao. Em chào chị Phương Nhung, chào chị nhỏ này. Rồi mẹ chị vào rồi, mẹ chị chậm ba chia sẻ ba lên giúp em với mẹ chị nhá. Đó, em chào chị Mỹ Lý Đồ ăn này. Đi ra ngoài được không? Đi ra đây. Rồi chậm ba chia sẻ ba lên giúp em với mẹ chị ơi. Chậm ba chia sẻ ba mẹ chị nhá, hôm nay lên xả rẻ lắm. Nên là mẹ chị chậm ba chia sẻ ba lên, nói chung là hôm nay lên len cực kỳ siêu cấp luôn mẹ chị ạ. Đó, lén xéo rẻ hết cho mẹ chị nhá. Xéo rẻ lén cực kỳ siêu cấp. Nên mẹ chị vào rồi, mẹ chị chấm bài, chia sẻ bài lên em mẹ chị hết. Ai vào rồi, chấm bài, chia sẻ bài lên mẹ chị nhá. Rồi đâu lá lên xả cho mẹ chị, con trắng với mẹ chị này. Rồi mà trắng mẹ chị này. Có áo phước mong và có chị nhá, có chị. Nói chung là hôm nay lên xả lén rẻ đẹp lắm. Rồi đấy mẹ chị này. Đẹp dễ sợ chưa, rồi mà trắng mẹ chị hết, trắng xả 10k. Trắng xả cho mẹ chị 10k này. Xin so dễ sờ cho mày chị. Rồi mà trắng mày chị ấy trắng 10k. Chị nào lại cái chỗ cho em mà trắng. Ok chị. Rồi mà trắng mày chị này. Đẹp dễ sờ cho 10k. Trắng 10k mày chị xem mày chị nào muốn mang phóng rồng thì mày chị bỏ giống em đi mày chị nhá. Trắng 10k mày chị ơi, chuột đơn chia sẻ cho em địa chỉ số điện thoại mày có đơn. Chuột đơn không chia sẻ không có đơn đó mày chị nhá. Chuột đơn không chia sẻ không có đơn mày chị. Rồi mà trắng này là phóng rồng mày chị này. Chị nào lại cái chỗ cho em mà trắng đẹp cho 10k. Chẳng 10k mẹ chị đang xem mẹ chị chậm ba chia sẻ ba lên giúp em với. Rồi ai đang xem chậm ba chia sẻ ba lên mẹ chị trắng đẹp giờ sờ cho 10k. 10k mẹ chị nhá, 10k mà trắng. Trắng 10k xuống xinh luôn. Rồi trắng 10k này, trắng cho chị Khánh Sáng 10k. Ok này, ok. Rồi chia sẻ ba lên giúp em đi mẹ chị nhá. Trắng cho chị Khánh Sáng 10k. Chạm ba đi mày chị ơi, chạm ba chia sẻ ba lên đi mày chị nhá. Rồi chạm ba chia sẻ ba lên đi mày chị. Chạm ba chia sẻ ba lên, nói chung là lên xả rẻ lắm, hôm nay lên xả thiếu rẻ luôn. Rồi mà đỏ này, chia sẻ ba lên này. Hàng của chị Hằng Nguyễn là em gửi rồi, chị Hằng Nguyễn ngồi rồi gửi rồi. Rồi lên cho mày chị một con đỏ này. Đây là đỏ xinh so dễ sờ chứ. Mang đi cho em là báo xinh luôn. Rồi mà đỏ mày chia, mà đỏ mày chị xem này. Đỏ này đẹp dễ sờ chứ. Rồi mà đỏ mày chia đỏ xà cho mày chị 29k. 29k mà đỏ. Mày chị đáng xem mày chị chấm ba chia sẻ ba. Hình như hai ngày nữa phải em bị mất tương tác hay rắn á. Hai ngày nữa Facebook bị mất tương tác hay rắn á mày chị nè. Rồi đỏ xà 29k đẹp dễ sờ chứ. 29k mày chị nhá, 29k mà đỏ. Chị nào lại thích chỗ kem mà đỏ 29k. Cả nếu mày chị mang thêm một đôi bột nữa đi nó em là cực kỳ xinh. 29k. Và hàng của chị món con. Hàng chị món con nhá. Rồi đỏ này 29k này, chị nào lại thích chỗ kem mà đỏ mày chị xem đi. Đây là xinh. Cái chiếc lén của nó mày chị xem đi. Lén rồi thiệt mày chị, báo xinh so không xinh không liệt tiên mày chị. Rồi mà đỏ 29k, chị nào lại thích chỗ kem mà đỏ mày chị, đỏ này đẹp. 29k mày chị nhá, 29k chụp đấy cơ uống này. Cái đỏ này xinh dễ sơ chứ. Rồi 29k mày chị nhá, đỏ 29k. Chị nào lại thích chỗ kem mà đỏ 29, đỏ này đẹp 29k. 29k mày chị, đỏ 29k đỏ đẹp 29k. Rồi lên cho mày chị một cái áo ghi lê cho bé này. Rồi áo ghi lê này cho bé mày chị nhá. Bé tầm khoảng 8kg đổ lại. Bé tầm khoảng 8kg đổ lại mày chị 10k. 10k mà khoảng bé mày chị nhá. Khoảng bé 10k. Em chào chị đăng đăng này, chào mày chị. Mày chị vào rồi mày chị chia sẻ bài lên giúp em với. Ai vào rồi chia sẻ bài lên giúp em với. Rồi mà khoảng bé đi đi ra. Rồi mà khoảng bé 10k mày chị nhá. Khoảng bé 10k. Phóng tầm khoảng 8kg đổ lại mày chị nhá. 8kg đổ lại 10k. 10k mà khoảng bé chị nào lại cho chú kem mà khoảng bé 10k. Rồi lấy cho mày chị một cái áo hông này. Rồi lấy xài cho mày chị một áo hông này. Mày chị ơi, ai đâu rồi mày chị chia sẻ ba lên em với. Facebook em mày ngay nên bị mất tương tác hay rắn mới có tương tác luôn. Rồi mà hông mày chị này, mà hông này. Cái là xinh so dễ sờ chứ. Rồi mà hông mày chị nhá, mà hông. Chị nào lại mà cho chú kem mà hông 19k. Hông 19k mày chị nhá, đẹp dễ sờ chứ. 19k mày chị nhá, 19k. 19k mà không chị nào lại cái chỗ cho em mà không 19 đẹp chứ. Cái này đẹp, còn này đẹp giờ sơ chứ.
19k mày chia 19k. Chị nó lại thì chụp cho em mà 19 19k mày chị nhá, 19k. Đang xem chậm chậm tướng tạc chia sẻ bài lên giúp em với. Chị ơi. Rồi chị nào đang xem chậm bài chia sẻ bài lên giúp em với mày chị nhá, 19. Chậm ba chia sẻ ba lên mẹ chi nhá. À, rồi lên xả cho mẹ chi một áo khoác không đi. Áo khoác không nó xinh dễ sơ chứ. Rồi mà khoác mẹ chi mà khoác này. Mà khoác không mẹ chi nó lại mà tới chỗ cho em mà khoác không. Có nó xíu xinh xo lắm. Đấy mẹ chi xem này. Hai quả cháu mẹ chi nhá, mà khoác không xả cho mẹ chi 45. 45 cá mẹ chi 45 cá mà khoác không. Chị đang lại thích chỗ cho em mà quả không mong lắm mẹ chị xem này. Em này thiệt, mẹ cái chức này mẹ chị nhưng về mẹ chị có mê thôi, không mê em không lấy tiền mẹ chị luôn. Cực kỳ xinh xo mẹ chị nhá, bồng lắm. Bồng lắm cá mẹ chị nhá, dàn dai này. Bồng lắm cá mẹ chị, bồng lắm cá mà quả không. Quả không 45 cá. Chị đang lại thích chỗ cho em mà quả không. Chị ơi. Quả không đi bồng lắm, quả không bồng lắm, quả không đi đẹp. 45 cá mẹ chị, quả không 45 cá. Xà xéo cái màn hình luôn. Mày chi chủ thích mày chi cam theo giả mày chi nhá. Rồi lấy cho mày chi một con đỏ của bé. Đỏ bé này tầm khoảng 30 kg đổ lại mày chi 10k. 10k à 10k mà không bé mày chi không bé 10k. 30 kg đổ lại mày chi nhá, chị nào lấy cho chủ cho em mà không. Không của bé mày chi 30 kg đổ lại. Chậm chậm ba chia sẻ ba lên đi mày chi ơi. À, khoảng 45 cho chị Yến đăng đăng mày nghe lên Facebook bị chí á. À, không có tướng tạc luôn. Rồi 10 cá mẹ chị 10 cá mà không bẻ 30 kg đổ lại mẹ chị nhá, 30 kg đổ lại mà không bẻ 10 cá. Không bẻ 10 cá. À mẹ chị chuột cái mẹ chị kem giả tiên mẹ chị nhá, chuột cái kem theo giả tiên giúp em. Đây là có người cần dễ sợ chứ. Không 10 cá cho chị Yến đăng đăng mẹ chị chuột đớn chia sẻ kem để chị số điện thoại mới có đơn. Không 10 cá chị Yến đăng đăng. Rồi lên cho mày chi này, chuột đớn chia sẻ lấy mấy con đớn mày chi ơi. Đây là cái len đẹp dễ sơ. Mày chi xem này. Len đẹp dễ sơ chứ. Rồi chị nào lại mà thấy chuột cho em mà trắng vang. Trắng vang mày chi xíu xinh xo luôn. Rồi mà trắng vang mày chi nhá, trắng vang này. Trắng vang này đẹp mày chi, đẹp dễ sơ chứ. Rồi trắng vang xài cho mày chi hay lắm. 25 cá mày chi 25 cá mà trắng vang. Còn cái cổ cáo đẹp dễ sơ chứ này. Cái len mà nó xinh dễ sơ luôn. Rồi 25 cá mày chi nhá, 25 cá mà trắng vang. Chị nào lại tới chỗ kia em mà trắng vang 25, trắng vang đi đẹp. 25 cá mày chị nhá, trắng vang 25 cá. À, trắng vang 25 mấy chị món con. Món món. Món món 25 cá mà trắng vang này, trắng vang nó đẹp. À, rồi lấy cho mày chị mạm nú này. À, mày chị ơi, ai vào rồi mày chị chia sẻ bài lên đi mày chị. Facebook em mày nghe nó bị mất tướng tạc hay rắn mà. À, không có tướng tạc luôn. Đến xà lộ hết cho mày chị. 25 gì nó. 25. À, rồi mạm nú này. Rồi mạm nú mày chị nhá. Nú mày chị, nú này là vàng giống vàng đâm giống quân mày chị. Xài cho mày chị 10k. 10k mày chị nhá, 10k sâu lắm em 62 kg. 15k mày ta 10k, 10k mà nú mày chị, nú này đẹp chứ này. 10k. Nú 10k mày chị nhá, nú 10k. Nú sâu lắm ký đồ lái mày chị 10k em 62 kg. 10k mà nú. À, rồi lấy một áo khóa. Coi gì mới chọc lấy phá cứng luôn à. À rồi lên cho mày chi một con khoác mày chi 25k. Rồi mà khoác mày chi nhá, khoác 25k đẹp chứ. 60kg đổ lại mày chi nhá, 60kg đổ lại. Chi nào lại tới chụp cho em mà khoác. Khoác 25k mày chi, khoác 25k. Đấy mày chi này, 25k mà khoác mày chi. Khoác 25k, chi nào lại tới chụp cho em mà khoác. Khoác 25k. À rồi lên cho mày chi một con siêu phẩm này. À, mẹ chị vào rồi, mẹ chị chia sẻ bài lên giúp em đi mẹ chị. Ai vào rồi chia sẻ, đẹp thì sơ chứ. Rồi lấy cho mẹ chị một con siêu phẩm, mẹ chị có nem này thì không đẹp, không lấy tiền mẹ chị. Xinh xo dễ sơ lắm. Rồi mà siêu phẩm mẹ chị này. Rồi siêu phẩm mẹ chị xem này. Cái lẽ mà nó mình mà mình kiểu chí mẹ chị nè, mặc cố xinh dễ sơ luôn. Rồi đấy mẹ chị nhá, mà siêu phẩm riếu mẹ chị xả 55. 55 cá mẹ chị xem này. Hàng này mày chị ra sọp mua là 2.7-3.7 cá một cái. 2.7-3.7 cá mày chị nhá. Rồi 2.7 cá này. Đẹp dễ sơ chứ, 55 cá.
55 cá mấy chị nhá, mấy chị xem này. Xin xó dễ sơ chưa? Rồi 55 cá mà siêu phẩm riêu chị nó lại tới chỗ kem mà siêu phẩm riêu mấy chị 55. Đẹp con này đẹp dễ sơ luôn. Cái này chị xem này. Cái vải xin xó cực kỳ luôn mấy chị 55 cá. Siêu phẩm riêu 55 cá chị nó lại tới chỗ kem mà siêu phẩm riêu. 55 cá mấy chị nhá, 55 cá. Chẳng 3 chia sẻ 3 lấy đi mấy chị, chẳng 3 chia sẻ 3 lấy đi mấy chị nhá. Rồi siêu phẩm riêu chị nó lại tới chỗ lém đẹp dễ sơ luôn. Cái riêu này mà chị chỗ em này thiệt uộc 58 ngang rẻ dễ sơ luôn. Siêu phẩm riêu 55 chị nào lấy cái chỗ kia em mà siêu phẩm riêu 55 cá mà siêu phẩm riêu à. Rồi lấy cho mấy chị một áo trắng này. Đẹp dễ sơ chứ. Rồi mà trắng mấy chị ấy chị nào lấy mà cái chỗ kia em mà đen trắng. Mấy chị xem này. Xin so dễ sơ chứ. Rồi mà đen trắng mấy chị ấy xà xéo luôn. Đen trắng nó xà cho mấy chị do chưa lén là lén lén siêu phẩm xà đông giả 55 mấy chị nhá. Lén siêu phẩm đông giảm 55 cá mày chị kiếm giúp em với. Mày chị kiếm giúp em đông giảm 55 cá mày mày chị ơi. Rồi mày chị xem này. Con nó xin về sơ chứ. Rồi chị nào lại mà tới chỗ kia em mà sọc trắng 55 cá. Sọc trắng 55 cá con nó mã vô cực kỳ xinh luôn. 55 cá mày chị nhá, 65 ký đổ lại. 65 ký nói chung là gương chất lén thì mày chị xem này. Xin lắm em này thiệt không xin không lấy tiền mày chị. Đấy mày chị nhá, chị nào lại tới chỗ kia em mà sọc trắng đông giảm 55 cá mày chị kiếm lên giúp em đông giảm 55 cá với. Giờ rồi cảm ơn chị Yến Đăng Đăng này. Cảm ơn chị Yến Đăng Đăng này. Rồi đông giảm 55 cá một áo lén mày chị nhá, chị nào lại tới chỗ kia em mà sọc trắng đẹp. Sọc trắng nó xin 55 cá. 55 cá mà sọc trắng. Rồi lên cho mày chị một con này. Chắc là xin về sơ chứ. Rồi mà đáng kiều mày chị, đáng kiều mày chị nhé mày chị xem này. Em này thiệt không xin em không lấy tiền mày chị, cực kỳ xin luôn. Rồi mà đáng kiều mày chị ấy, chị ra lại mà tới chỗ kia em mà đáng kiều đẹp chứ. Rồi đáng kiều mày chị nhé, đáng kiều đông giả chị có 55 cá một cái mày chị ấy. Đông giả 55 cá. Đấy mày chị xem này. Đẹp về sơ chứ. Rồi mà đáng kiều mày chị nhé, đáng kiều đông giả 55 cá một cái. Chị nó lại tới chỗ kia em mà đến chiều mày kia. Đẹp xinh so dễ sơ luôn. 55 cá mày chị nhá, mà đến chiều có này đẹp. Cả này là có xẻ ta mày chị này. Được xẻ xấu xẻ này 55 cá. Có em ở chỗ sọc trắng cái chim á nè. Em ở chỗ sọc trắng cái chim á chị ơi. Rồi mà đến chiều 55 cá. Chị nó lại tới chỗ kia em mà đến chiều. Đông giảm 55 cá mày kia. Đông giảm 55 cá. Xinh so cực kỳ luôn. Rồi đáng kiều mày chị nhớ đáng kiều. Rồi lên cho mày chị một cái nú này. À không, cả ní là màu nâu mày chị nhớ màu nâu. Đúng rồi, chị là mời chuột được hái cả chứ mày. Chị là mời chuột hái cả đó chị ơi. Rồi mà nấu mày chị này. Đẹp chứ, cái màu này đẹp dễ sơ chứ. Rồi mà nấu mày chị ấy đông giả 55. Đúng rồi, đông giả 55k. Kiếm không mà được nơi. Rồi đấy mày chị xem này. Xin về sơ chứ. Chị nào lại mà thích chụp cho em mà nấu mày chị xem này. Cái vải xin so về sơ lắm. Đông giả 55 cá một cái. Chị nào lại mà thích chụp cho em mà nấu. Đẹp con nấu này đẹp về sơ chứ. Rồi nấu mày chị nấu này. Chị nào muốn rong thì mày chị bò giống em này. Con chị nào mà muốn ổn thì mày chị bò với khuôn mày chị nhá. Xin so. Đấy mày chị 55 cá mày chị 55 cá. Mau nấu này đẹp. 55 cá mày chị 55 cá. Con mùi mơm mặt. Rồi 55 cá mà nấu mày chia nấu 55 cá. Facebook bị mất tướng cả cái rắn á. Rồi lấy cho mày chia một áo trắng, trắng xanh. Rồi mà trắng xanh mày chia mà trắng xanh này. Đẹp về sờ chứ cả muốn đẹp thiệt á. Rồi mà trắng xanh mày chia đông giảm 55 cá. Chị nào lại mà thích chụp cho em mà trắng xanh đẹp chứ mày chia này. Trắng xanh mày chia nhá, trắng xanh. Chị nào lại thích chủ kem mà trắng xanh lén đẹp gì sơ ấy. Rồi lén xíu đẹp lắm mày chị. Trắng xanh mày chị nhá, trắng xanh. Chị nào lại mà thích chủ kem mà trắng xanh mày chị nhá. Đông giảm 55 cá một cáo thì mày kém rồi kia. Rồi đẹp mà đẹp kiểu chị ấy, lén xíu phòng lắm mày chị. 55 cá mà trắng xanh. Trắng xanh, trắng xanh mày chị nhá, trắng xanh. Rồi có cái bô của bà này mày chị này xà lúc này. Có cái hông bà này ấm xà cho mày chị lúc này. Đây đẹp dễ sơ chứ. Rồi mà hông bẻ mày chị ấy,
hồng bé tầm khoảng cả nếp tầm khoảng 12 kg đổ lúi mẹ chị nhá, 12 kg đổ lúi. Đấy mẹ chị có cái thắt đấy mẹ chị này, 12 kg đổ lại mẹ chị ấy xài cho mẹ chị 55k mà hồng bé mẹ chị nhá, chị nó lại mà thích chỗ kém mà hồng bé 55k xịn so cực kỳ luôn. 55k mẹ chị ấy 12 kg đổ lại, 12 kg đổ lại mẹ chị nhá. À, lấy em cái đỏ nữa em, lấy em cái đỏ nữa em, lấy cái đỏ nữa em là cái mô rồi chị. À, lấy cái đỏ nữa em là cái chị Mai Thị Thủy Thánh này. Rồi đấy mẹ chị ấy, chị nó lại mà tới chỗ cho em mà hông bé đẹp, hông bé nó xinh dễ sợ chứ. Rồi đấy mẹ chị nhá, mà hông bé mẹ chị 55k, sai tầm khoảng 13 kg đổ lại mẹ chị, 13 kg đổ lại mẹ chị xem này, xinh dễ sợ chứ. Cả đấy là hàng bóng 170.000, 170.000 với chưa sale 170k là mẹ chị, 170k. Chị lại cái đò nữa em đó, chị lên địa chỉ số điện thoại giúp em này. Lại cái đò nữa em 29.000 đó, thế lên địa chỉ số điện thoại. Dạ có 15kg chị nhá. Rồi ok này. Đò này. Đò nữa em chụp cái chị đò nữa em chụp cái chị Mai. Mai thì Mai thì Thánh Thủy. Đấy chị này. Xoài tì chuột đớn cam địa chỉ số điện thoại mới có đớn. Xoài tì chuột đớn cam địa chỉ số điện thoại đấy chị, cả nó đẹp lắm. Con nó đẹp dễ sơ luôn. Rồi đấy này. Đẹp dễ sơ chứ má lên báo xinh. Cực kỳ xinh luôn mày chị nè. Đấy nhá, chuột cái chi xoài tì này. 29. À hông này, hông bẻ cho 55k chị. À luôn cả nó là của Mai Thị Thánh Thủy. Không bẻ chụp cái chi xoài tì này 55k. À trời ơi đây. Đây có một cả ní tầm khoảng 20kg đổ lại. Không bẻ này, không bẻ để em quay đây này. Dạ có lên đô bẻ nhá. Để coi là cái là chị chưa đi rồi mắng hè. Đúng rồi, cả nữa lại lén đó. Tại rồi đấy mẹ chị này, xin nhờ sơ chứ. Lén đỏ mới chưa. À cái lý à, rồi cả nữa phải với cả hai chị nha, nữa phải bỏ ra đi. Đấy là cả nữa là 20kg mẹ chị này. Đẹp dễ sơ chứ, cả nó đáng xả lộ đấy mẹ chị ơi. Mẹ chị xem này, cái vải nó em lại thiệt của mẹ chị xinh so dễ sơ luôn. Rồi 20kg đô la mẹ chị nhá, 55k mẹ chị, 55k chị nó lại mặc cái chỗ khi em mà không bẻ. Không bẻ 55k 20kg đô la, đẹp dễ sơ. Đẹp cực kỳ luôn mẹ chị nè. Đấy mẹ chị nhá, chị nó lại cái chỗ khi em mà không bẻ 20kg đô la này. À, đấy này 20kg là đấy chị, 20kg đấy này. Xinh so dễ sơ chứ. Rồi mà không bẻ mẹ chị nhá, 55. Không bẻ 55k. Đấy này cái cả nó em đấy chị. Nó em đấy chị này, nó em đấy 55. Nó em đấy 55k mẹ chị nhá, chị nó lại tới chụp cho em mà nó em đẹp 60kg đồ lại mẹ chị. 60kg đồ lại 55k. Chị nó lại tới chụp cho em mà nó em đẹp lắm, má vô cực kỳ xinh luôn. 55k mẹ chị nhá, 55k. Để em đẹp dễ sờ chứ. À, em cũng biết là để em quái đà. Dạ không, không có nơi. À, nó em với chị Mai Thị Thủy Thánh này 55k. 55k, cả nó xả ra. Nó em chuột rồi, nó em chuột rồi. Ờ, cái đó này. Rồi ok. À, nó em chuột rồi mẹ chị ơi, nó em chuột rồi. Rồi bồ mẹ chị này. Bồ ní là tầm khoảng 10kg tới 20kg. Rồi ok. 10kg tới 20kg mày chị này, chị nó lại mà thích chụp cho em mà bồ đẹp dễ sơ chứ. Cô tổng có giá này thiệt mày, cả ní là em không bán nên em xả lộ đây. Hàng 170k hết. Hàng mày chị xem đây. Hàng sọp 170k hết xả cho mày chị 49. 49k mày chị nhá, 49k mà bồ bé trái bé gái chí má cũng được hết. Bồ này là bé trái bé gái chí má cũng được hết mày chị nhá, 49 đẹp dễ sơ chứ.
49k. Đấy mày chi này. Xin so về sợ, tại vì em không có bạn mặc hàng lý nữa. Rồi chị nói lại cái chuột cho em mặc bùa bè mày chia bùa bè 49k. Có size từ từ 10k tới 20k. 10k tới 20k chị nói lại cái chuột cho em mặc bùa bè kem size. Bùa bè kem size cứng năng mày chị nhá, đẹp dễ sợ chứ. Cô tổng có già má cực kỳ sướng luôn. Bùa bè kem cứng năng mày chia 10k tới 20k. Chạm tớ phạt lên đó mày chị. Cái là xinh dễ sợ chứ. Rồi mạm nú mày chị, mạm nú này. Xinh so dễ sợ chứ, có cái mũ này mày chị nhá. Mà nấu em này thiệt mấy cái lén đấy mày chị, nhưng về mày chị chỉ bỏ mê thôi. Đẹp dễ sờ luôn, không đẹp không lấy tiền mày chị 55k. Rồi nấu 55k mày chị ấy chị nó lại mà thích chụp cho em mà nấu đẹp dễ sờ chứ. 55k mày chị nhá, 55k mà nấu. Chị nó lại thích chụp cho em mà nấu 65k đổ lại 55k. Nấu 55k mày chị ấy 60k đổ lại. Chị nó lại thích chụp cho em mà nấu đẹp, nấu này đẹp dễ sờ luôn. 55k đẹp dễ sờ chứ này. 55k mày chị nhá, 60k đổ lại. Chị nó lại thích chụp cho em mà nú. Nú 55k chị Mai thì Thủy Thánh này. Đẹp nú đồ đẹp dễ sờ luôn. À, rồi để cho mày chị một tẹp này. À, chạm ba chia sẻ ba lên đấy mày chị ơi. Nú em chuột rồi. Rồi để cho mày chị một tẹp này. Nó làm xìm so dễ sờ đấy. Xìm dễ sờ chứ. Rồi mà sẹt bè mày chị ấy bồn chỉnh lúc mày chị 49k mà sẹt bè này. Cái là xinh dễ sờ chứ. Xinh so ơi là xinh so luôn. 20k trở lên và 25k đồ la mày chị xem này. Cô tổng có già mày chị nhá, chị nó lại tới chỗ cho em mà sẹt bè. Đấy thì xinh chứ. Sẹt bè mày chị ấy sẹt bè nguyên một sẹt 49k. 49k nó chúng là không bảo mà khang đi nữa đến xéo hết. Xéo lộ cho mày chị hiệp mày chị nhá. Rồi mà sẹt bè bồn chỉnh chị nó lại tới chỗ cho em mà sẹt bè này. Đẹp dễ sờ chứ. 20k trở lên này sẹt bé chị Nguyễn Thị Bảo Duyên chụp đơn kem để chị số điện thoại mới có đơn. Nguyễn Thị Bảo Duyên chụp đơn kem để chị số điện thoại này thiệt. Cái sẹt này mày chín chụp là uổng cực kỳ xinh luôn. Sẹt bé bông chín đó mày chị, bông chín xả lộ luôn. 49k. Nguyễn Thị Bảo Duyên cho em xin số điện thoại này. Nguyễn Thị Bảo Duyên bông chín lên số điện thoại. Rồi sẹt bé đó chị nó chụp cái mày chị chụp mày chị nhá, bông chín k. Sẹt bé mà đẹp dễ sờ. Ok chị Nguyễn Thị Bảo Duyên này. Rồi sẹt bé á chuột cái chuột mày chia 49. Rồi 49k sẹt bé đẹp. Có ngủ đây. Rồi sẹt bé này, sẹt bé này là tầm khoảng 25 tới 30 kg này. 25 tới 30 kg này. À, sẹt bé Nguyễn Thú Thủy, sẹt bé cho chị Nguyễn Thú Thủy một sẹt này. Đẹp lắm, sẹt này mà lại chín chuột là uổng. Sẹt bé cho chị Nguyễn Thú Thủy một sẹt này. 49 nha mừng rẻ dễ sờ luôn, cả đấy đang xả lộ đấy. Nguyễn Thú Thủy 49 cho là người đẹp dễ sờ luôn. Rồi con sẹt này tầm khoảng 25 tới 30kg này. 30kg đồ lại mấy chị ấy chị nào lại mà tới chỗ cho em mà sẹt bé 30kg. Sẹt bé 25 tới 30kg mấy chị nhớ đẹp em này thiệt. Mấy cái sẹt nó nhưng về chị có mế thôi, không xinh không đẹp không lấy tiền mấy chị. 49k mấy chị ấy 49k. Đẹp dễ sờ chứ. 49k mấy chị nhớ 30kg đồ lại. 30kg đồ lại 49k. Rồi lấy cho mày chi một con sắn này. Anh lấy mình hai sẹt 27. Sẹt bẻ 20. Rồi ok ok chị. 17 ký à, để em quái đã nào. Rồi một sạc 17kg nữa nè. 17 nữa cho chị Nguyễn Thị Thú Thủy này. Chị ơi xài lên nè mày chị ơi. 49k. Rồi mà sắm này. Đẹp dề sơ chứ. Rồi mà sắm mày chị ấy sắm 55k. Sắm 55k form dậu quân mày chị ấy. Sắm đây là form dậu quân mày chị 55k. Chị nó lại mà tới chỗ cho em mà xăm tâm khoảng 65kg đồ lại. 55k mày chị nhắm này thiệt. Mày cả đấy mày chị nhưng với mày chị mới biết. Cái chất của nó là xíu xinh lúc mày chị nè. 55k mày chị nhắm xăm 55k. Chị nó lại mà tới chỗ cho em mà xăm 55k mày chị 55k. Xăm 55k đẹp. Xăm 55k đẹp dễ sợ chứ. Rồi mà hông lóng mày chị này.
là đẹp gì rồi, rồi ok đẹp gì sờ chứ rồi mà không lóng mày chia năm lắm mày chia xem đi 65kg độ lại mày chị nhá, chị ra lại mà tới chỗ cho em mà không lóng đẹp chứ. Cổ cao này chúng là xinh xo cực kỳ luôn. Đấy mày chị xem 55k 55k mày chị 55k mà không lóng. Chị ra lại tới chỗ cho em mà không lóng 55k đẹp. Đẹp cực kỳ luôn 55k. Không lóng 55k mày chị 65kg độ lại 55. Rồi sẹt ní này, sẹt ní con vai sẹt này. Cho em quay lại cái này. Đấy chị. Đấy này. Chẳng đen đấy chị đẹp, cả nó đẹp. Xin về sơ chứ. Rồi sâu lắm ký đồ lai mày chi nhá, chi nó lại tới chuột cho em mà chẳng đem lắm lắm mày chi chuột đi. Mày cả nếu mày chi chuột với mày chiến tính là mày chi muốn mày chuột ngang mới xin so về sơ lắm. Rồi đấy mày chi nhá mà chẳng đem. Chẳng đem mày chi nhá đẹp về sơ chứ. Chẳng đem mày chi hết chẳng đem đẹp, còn đi đẹp về sơ luôn. Chẳng đem 55k. Rồi xét không đấy mày chi này à, chẳng đẹp nó lắm với chi Thành Phan. Chẳng đẹp nó lắm với chi Thành Phan à, rồi xét không đấy mày chi này à, xét không đây là tầm khoảng 20kg trở lên 20kg trở lên và 30kg độ lai mày chi. 20kg trở lên và 30kg độ lai chứ có dạng mày chi nhá. Chứ có dạng này. Cái trứng vậy đấy là xin dễ sơ chứ. Mấy cái trứng vậy đấy mày chi có thể phổi má khủi với cái khác cũng được mày chi cả đấy là em đang xả xeo. Đấy mày chị nhá, chị nó lại tới chỗ cho em mà xét thông bụng chín đẹp. Xét nếu mày chị xem đi. Xin về sơ chứ bụng mới chín cá. Bụng chín cá. Đẹp lên mày chị nè, bụng mới chín cá. 20kg trở lên nhá. Rồi ok ok chị. Rồi 20kg trở lên và 30kg đổ lại mà xét thông đẹp chứ. Em này thiệt cái xanh ấy cực kỳ xinh luôn. 20kg trở lên và 30kg trở lại. Chị nó lại tới chỗ cho em mà xét thông. Xét thông mày chị em xét thông bụng chín. Các không một chỉ nha mới đẹp được mấy cô uống. Rồi sẽ thông bồn chỉnh mày kia nhá, sẽ thông bồn chỉnh. Rồi lên một cái đâm đỏ này. Rồi đâm đỏ mày kia đâm đỏ. Đâm đỏ 25kg trở lên này. Rồi ok xỉ để bé đem chốt. Rồi 20kg trở lại mày chị nhá, 20kg đổ lại và 15kg trở lên mày chị 45k. 45k mà đâm đỏ 20kg đổ lại đẹp chứ. 45k vài xíu xinh lúc mày chị nè. 45k mà đâm đỏ của bé mày chị. Đâm đỏ bé 45k. Đâm đỏ bé 45k chị nó lại thích chỗ kia mà đâm đỏ. Nói được nói thôi. Chị không phải lắc đâu, không phải lên ngốc ấy. Chẳng tướng lạc lên đấy mày chị ơi. Đúng rồi của chị hái cải rồi chị. Lắc đâu. Đây là cái đen rán này dễ thương dễ sơn chứ. Đấy, chị mua im đi đó. Như thế để chị ra chị đâu. Mua bên này mua được. Rồi 25kg đổ lại mày chị này. 25kg đổ lại mày chị nha mà đâm rán đẹp dễ sơ chứ. Rồi mà đâm rán mày chị ấy xà cho mày chị bôn chín. 25kg đổ lại mày chị ấy. Đây chứ có dạng mày chị chứ có dạng này. Chị nó lại mà cái chỗ cho em mà đâm rán 49k. 25kg đổ lại 20kg trở lên 49k mày chị ấy 49k mà đâm rán đẹp chứ. Đẹp đâm rán nó đẹp dễ sơ luôn. 49k 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 mà đâm rán. Đâm rán cho chị Nguyễn Thị Bảo Uyến này 49 này. Cái bia thế này. Chắc là cái đẹp này đẹp dễ sờ chứ. Rồi mà áo đẹp này đẹp dễ sờ chứ. Đâm rán là đâm rán thì nhớ bị con không được. Đâm rán con một cái thôi chị nè. Rồi đâm rán con một cả 27kg chục cái chị Nguyễn Thị Thú Thủy nhá. Đâm rán đấy con một cái chục cái chị Nguyễn Thị Thú Thủy này. Bồn chỉnh này.
Đâm ra là con một cảo cái chị ấy. Tôi ảo đến xin dễ sơ chứ. Em nói thiệt cái chất mơ mày chị, nhưng với mày chị mới biết. Không xin em không lấy tiền mày chị. Rồi ảo đến mày chị nhớ chị nó lại mau cái chuột cho em mà ảo đến sâu lắm ký đồ lại. 65 ký đồ lại mày chị em mà ảo đến đẹp. Xin so cực kỳ luôn. Sâu lắm nhá, ok chị. 65 ký đồ lại mày chị em mà ảo đến. Đẹp chứ ảo đến nó đẹp với 55k. 55k mày chị nhớ 55k mày chị xem đi. Cái chất của nó là khỏi phải bang luôn. 55k mày chị nhớ mà ảo đen. Đẹp. Ảo đen nó đẹp dễ sợ luôn, 55k. Ảo đen 55k. Rồi con một bộ ghi lê đấy mày chị này. Chất sướng dễ sợ chứ. Rồi mà sách ghi lê này. À, tầm khoảng 13 ký này. 12-13 ký, 15 ký đổ lại mẹ chị nhá. Chị nó lại mặc cái chuột cho em mà xét. Xét này là bẹt trá mẹ gái chị má cũng được. Thì mẹ chị nhá xài cho mẹ chị 55 mẹ chị xem này. Chứ có già má cực kỳ sướng. Mẹ chị là 55k. 55k mà xét mẹ chị ấy xét 55k. Vì mẹ chị cháu bé mặc thêm một cái áo màu đen hoặc là áo màu trắng cổ cáo nữa xinh dễ sơ chứ. 55k. 15 ký đổ lại mẹ chị nhá, 15 ký đổ lại. Xét 55 cái chị Nguyễn Thị Bảo Yến này. Đẹp dễ sơ cái chức năng đảm. Nguyễn Thị Bảo Yến 55. Bảo Dương, người thì Bảo Dương 55. Thôi lấy xả xéo luôn, xả cho nó lộ luôn. Mọi chuyện cả lấy lộ dễ sơ luôn. Mẹ cả lấy xả bằng lộ dễ sơ luôn phải chị nào. 55 hay là 49? 55. Sơ chứ. Dạ ba mượn hết. Rồi chị nào lại mà tới chỗ kia em này. Thật xinh mà xinh so kiểu chí ấy. Rồi đấy mày chị này. Rồi nú kem kem cứng nặng. Đâm nú kem cứng nặng mày chị xem này. Cái vải đẹp dễ sờ chứ cả nếu em này thiệt. Mày chị bước cỏm bước phải gương 200k. Gương 200k mày chị ấy xả xéo luôn. Sái là tư tâm khoảng 20kg. 22kg. 22 ký đổ lại mẹ chị nhá, 22 ký đổ lại có sai. Chị nào bao nhiêu ký thì mẹ chị cho em cứng nặng giúp em xả 59. 59 cá mà đâm nú. Đâm nú 59 cá kem sai. Đẹp dễ sờ cho mẹ chị xem này. Cả mấy vô sọt bố phải gương 200 cá này mẹ chị, gương 200 cá. Nhưng mà xéo cho mẹ chị luôn, chị nào lại tiếp tục cho em mà đâm nú. Đâm nú kem cứng nặng mẹ chị nhá, đâm nú kem cứng nặng 59 cá. 59 cá mẹ chị xem này. Giang vẹt máu của em này thiệt, bẻ máu của nó cứng cực kỳ luôn. 59 cá mày chị nhắn 59 cá. Cả đấy là em không bảo nữa, em xài cái nồi hiện đây. 59 cá chị nào lại tiếp tục cho em mà đâm nú. Đâm nú mày chị, đâm nú 59 cá kem cứng nặng. À, nú có 27 giờ. Nú không có 27 ký. Nú không có 27 ký nữa chị ơi. Nú tầm khoảng 20 ký đổ lại thôi. À 22 ký, nú tầm khoảng 22. Ở 27 ký. Rồi mà xét đỏ mày chị này. Rồi xét đỏ 49 cá. Xét đỏ 49 cá chị nó lại tới chỗ cho em mà xét đỏ 27 kg đổ lại mày chị nhá. 27 kg đổ lại chị nó lại tới chỗ cho em mà xét đỏ đẹp kỳ sơ chứ. 27 kg đổ lại mày chị em mà xét đỏ xíu xinh luôn. Đấy mày chị xem đẹp kỳ sơ chứ 49. 49 cá mày chị 49 cá mà xét đỏ. Xét đỏ này đẹp 49 cá. Xét đỏ 49 chị nó lại thích chỗ cho em mà xét đỏ. Xét đỏ 49 cá. Rồi lên một áo đâm này. Rồi 20kg đổ lại 15kg trở lên. Chị nó lại mặc thích chỗ cho em mà đâm đen. Đâm đen mẹ chị ấy đâm đen 45k. Đâm đen 45k. Đâm đen của bé buồn lắm mẹ chị nhá, chị nào lại thích chụp cho em mà đâm đen 45k. Đẹp đẹp xinh so dễ sờ luôn, 45k mà đâm đen. Rồi lấy một áo len siêu phẩm này. À, đâm nú 16kg. Đâm nú 16kg chị xoài tỷ này. Đâm núi cho chị xoài tỷ này.
Rồi đâm nụ rồi chị nó chuột cái chuột với mẹ chị. Đâm nụ ăn chuột cái chuột với mẹ chị nhá, 59 ca. Rồi mà sắn này chị nhá, màu đẹp dễ sợ chứ, 55. 55 ca mẹ chị xem đi. Cái sắn nó xíu xinh luôn mẹ chị, là 55 ca. Chị nói là cái chuột cho em mà sắn vàng dậu quân mẹ chị nhá. Sắn đây là vàng dậu quân mẹ chị 55 ca. Chị ra lại tới chỗ cho em mà sánh mày kia sánh. Sánh này đẹp 55k. Xíu xinh luôn. Sánh 55k 65kg đổ lại. Chị ra lại tới chỗ cho em mà sánh mày kia 55. Sánh 55k nụ 17kg cho chị Nguyễn Thị Thú Thùy. Nụ này nụ cho chị Nguyễn Thú Thùy này. Nguyễn Thú Thùy nụ 59k Nguyễn Thú Thùy. Rồi sánh này đẹp chứ mày kia này. Giang dậu của em này kia thì có nó xinh so cực kỳ luôn. Đấy mẹ chị xem đi. Xinh, sắn đi xinh. Rồi mà sắn mẹ chị ấy sắn 55. Sắn 55k. Dạ em mừng xinh so dễ sờ luôn. Đâm nụ chị vợ thì Hành Nhung ơi, kìa địa chỉ cái số điện thoại chị em quán được nơi qua thuê bao. Vợ thì Hành Nhung ơi, Hành Nhung là số điện thoại qua thuê bao này. Đó là cái trắng xin dễ sợ chứ. Rồi mà trắng cổ cáo này xin dễ sợ chứ. Rồi trắng cổ cáo mày chị xem đi. Đây là xin so. Rồi cái phóm đây là phóm dậu quân mày chị nhá, phóm dậu quân tâm khoảng 65 kg đổ lại. Chị nào lại thích chỗ cho em mà trắng cổ cáo. Mang thêm một đứa bột nữa là xíu xinh luôn mày chị. Đây, mang thêm một đứa bột nữa là cực kỳ xinh luôn mày chị nè. Đẹp dễ sơ ấy. Rồi 55k. 55k mày chị nhá, 55k này. À bên em qua chụp đớn được mày đi đớn chị nè chứ. Lỡ mà khi xếp tới mà hò xếp cho chị mất được mà rắn kì. Đẹp dễ sơ chứ, con này đẹp dễ sơ luôn. Lẽ mừng mình dễ sơ. Da dậu quân mày chị nhá, mang thêm đôi dây nữa đẹp 55k mà nụ trắng. Trắng mày chị ấy trắng 55k. À, chị vợ Hành Dũng là sĩ nhớ để ý số điện thoại ấy. Rồi số to nhất cái chị vợ thì Hành Dũng này. À vợ Hành Dũng này. Vợ Hành Dũng. Đẹp chưa? Nâng mặt đẹp rồi. Rồi trắng hóa nó đẹp dễ sơ chứ. 55k. 55k mẹ chị ấy, chị nó lại tiếp tục cho em mà trắng hóa đẹp. Đẹp xinh so cực kỳ luôn, 55k. Rồi 55k mẹ chị ấy, 55k mà trắng hóa đẹp chứ. Nó đẹp dễ sơ. Trắng hóa nó đẹp, đẹp lắm, 55k. Đấy mẹ chị xem này. Rồi sâu lắm ký mẹ chị nhá, 65kg đổ lại. Mà trắng hóa mẹ chị ấy, trắng hóa sâu lắm ký đổ lại đẹp. Trắng hóa nó đẹp lắm, đấy mẹ chị này. 55k mẹ chị, 55k mà trắng hóa. Chị nó lại thích chỗ kia mà trắng hóa 55. À không, cái này là hàng âm. Không chị nhá, không chị thú vào cả nó xinh lắm. Cả em này thiệt. Nhưng về mà mẹ chị tính mua 55k mô. Lén nó lén siêu cấp mẹ chị nhá, lén siêu cấp lần siêu phẩm luôn. Đấy là cả nó đẹp chị chủ cả nó coi uống. Trắng nó đẹp. Rồi mà trắng hóa nó đẹp dễ sợ chứ. Mà trắng hóa mẹ chị ấy chị nó lại thích chủ cho em mà trắng hóa 55k mà rẻ dễ sợ đẹp ấy. Rồi trắng hóa 55 chị nó lại thích chủ cho em mà trắng hóa đẹp 55k. À, trắng cổ lò. À, bên em là để đảm bảo lượng hàng đi là không kiểm hàng trước khi nhận mẹ chị nhá. Chị nào cảm thấy tính từ bên shop đó hàng chục nè. Trắng cổ lo cho chị Nguyễn Thị Bảo Duyên này 55k. 55k. À, chị Nguyễn Thị Bảo Duyên là bên em là không kiểm hàng trước khi nhận này. Chị đâu ý cũng để em chuột này. Tại vì em bán nhiều mặt hàng lắm, dây dẹp ảo quân lần luôn á. Không phải hàng xí, chị nào hàng này hàng tuyển.
hàng nói chung là hàng cao cấp đó mấy chị nhá, đẹp dễ sơ nhá, cái làng đẹp, đẹp dễ sơ ấy. Rồi cái trắng này đẹp lắm, trắng hoa này đẹp, trắng hoa này đẹp dễ sơ. Chị Nguyễn Thị Bảo Duyên này, tại vì chị khách mới đến em nói trước, chị không kiểm hàng, chị có đóng ý khốn này, mất tống cái chỗ cơ rồi xả ra được. Cảm ơn đẹp của cơ, nó có mới thử đẹp. Ok này. Chắc là phải nên đẹp dùng hai nữa đấy. Hồi chắc là hồi chụp dưới rồi. Này cái nó đẹp dễ sơ lắm. Rồi đấy là trắng hóa lắm lắm này. Đẹp dễ sơ, em này thiệt. Chụp về mà chị mày chị muốn mua lại có mua tay với cả này em thanh lý đấy. Bao sọt nhưng mà không có bạn nữa mày chị. Mơ mơ cái con nó đẹp lắm cái đẹp đẹp. Rồi nú mày chị nú này. Nú đẹp dễ sờ cho 55k. Nú 55k vậy chị nhá, 65kg đổ lại. 65kg đổ lại mày chị xem đi. Cái này chị cả mặc bố cả mồm đẹp thiệt mày chị nè. Nú mày chị nhá 55k. Chị thú vợ là chị nhận tính chị là chị. Rồi nú 55k chị nào lại thích chụp cho em mà nú đẹp chứ. 55k mày kia 55k. Nú 55 mày kia nha, nú 55. Con đô bẻ 20. Dạ con chị. Nú 55k chị nào lại thích chụp cho em mà nú. Nú 55 nha. Lém ơi, mê lắm. 55k mà luôn. Rồi có cái này xéo lắm này. Đây có cái này xéo lắm này. Dạ đúng rồi. Tao lén rồi có cái chuột đó chị nè. Cái này chị xém này. Rồi mà bùa không bè mày chị ấy hăng. Cái này thiệt nó xinh về sơ luôn, cái chất là báo xinh. Cái mày chị xem này. Không bè mày chị ấy không bè, ở đấy là có kia xét bá mòn mày chị nhá. Xài chứ mày chị sâu lắm. Sâu lắm cá mày chị xem, chất cố tống có già mày chị nhá. 10kg tới 10kg tới 22kg. 22kg đổ lại và 10kg trở lên. 22kg đổ lại và 10kg trở lên mày chị xem này. Xét bá mòn mày chị ấy, nó chúng cái xanh nó đẹp lắm. Đây xét bá mòn mày chị nhá, sâu lắm. Bẻ má vô cứng dễ sơ luôn. 22kg độ lại 30kg trở lên mà xét bá mòn. Chị nó lại thấy chỗ cho em mà xét bá mòn mà chị ấy đẹp chứ. Đây xéo luôn. 65k sâu lắm cá mày chị, sâu lắm cá mà xét bá mòn đẹp dễ sơ. 65k hai xét cho chị Nguyễn Thị Bảo Yến, đẹp dễ sơ chứ. Đẹp thế. Rồi xét bá mòn cho chị Nguyễn Thị Bảo Yến. Sâu lắm cá. Hôm nay chú à. Hai xét cho chị Nguyễn Thị Bảo Yến này. Đẹp. Rồi xét bá mòn đó chị nói chuột cái chuột mày chị nhá. Xét bá mòn chị nói chuột cái chuột này đẹp lắm. Cả này em đáng xà lồ đây. Đẹp dễ sơ chứ. Sâu chị nhá. Sâu lắm. Rồi sâu lắm cá mày chị nhá. 65k mà xét bá mòn. Chị nói lại tới chuột cho em mà xét bá mòn. Đẹp. Xét luôn đẹp dễ sơ. Xin so. Rồi lại cho mày chị một cái áo trắng chín này. Trắng chín 70kg độ lại này, chị thú má cả này cũng đẹp này. Hết cho lần đẹp dễ sơ chứ. Rồi mà trắng chín này chị thú vò má cả này cũng đẹp chị. Rồi trắng chín mày chị ấy chị nào lại thích chụp chém mà trắng chín. Xin so cực kỳ luôn. Đẹp dễ sơ chứ. Rồi trắng chín mày chị ấy trắng chín. Trắng chín mày chị nhá, chị nào lại thích chụp chém mà trắng chín này. Đẹp ấy.
Rồi trắng chín đây 70 kg đổ lại vừa ok mấy chị nhá. Con chị nào mà ủng hộ cho mấy chị mán vàng form rồng mấy chị ấy. Xà lô xà xéo cho mấy chị. Trắng chín. Rồi trắng chín 55k. Trắng chín 55k là em đẹp gì sơ chứ. Mùa sống. Đây đấy trắng chín đẹp. 55k chuột cho hông thương này. Rồi nú mẹ chị nú 65kg đồ lai. Nú 65kg đồ lai cả nên bao bì cũng bao chén được này. Nú mẹ chị 55k. 55k mà nú chị nào lại mà tới chỗ chị em mà nú 55. Đẹp dễ sợ chứ. Mẹ cả nếm này thiệt xinh lắm. Má vô cực kỳ đẹp luôn. 55k mẹ chị 55k mà nú. Chị nào lại tới chỗ chị em mà nú 55. Nú 55k. Nú 55k. À, rồi con một bộ áo đi đạp lên xà lúc này, xà lộ lúc này. Rồi con một bộ áo đi đạp lên xà lúc này chị. Đấy con một bộ áo đi đạp lên em xà lúc này chức này. Chức xinh xo dễ sơ luôn. Rồi xà cho mày chị 79. 79k mày chị nhá, 79k. Nam nữ chứ má. Nam nữ chứ má cũng được hết mày chị. 79k mày chị nhá, nam nữ chứ má cũng được hết. À, size tư tầm khoảng size tầm khoảng 25kg, 20kg trở lên, 25kg đổ lại. 25kg trở lên và 20kg trở lại mấy chị nhá. À, 25kg đổ lại và 20kg trở lên. Chị nào lại mà cái chỗ cho em mấy chị ấy. Rồi đấy mấy chị này. 17kg trở lên á mấy chị. Rồi chị nào lại mà cái chỗ cho em mà áo đi đạt tầm là tầm 79k mà áo đi đạt. Đẹp bố này đẹp lắm. Bố này xinh dễ sờ xéo lộ đấy. Xinh so dễ sờ chứ. Rồi 79 cái chị Nguyễn Nguyễn Thị Bảo Nguyễn Duyên này. Ok chị Nguyễn Thị Bảo Duyên. Bộ 79 em chốt rồi. Rồi con bộ ní này. Em là thiệt mấy cái chức ní mừng đẹp dễ sơ luôn. Xạ lộ dễ sơ. Có chứng vậy đen. Dạ chứng vậy đen em cũng để ý nơi để em quay lại chị nhá. Xinh dễ sơ chứ. Chứ có tống nữa mày chị em là thiệt mấy cái bộ ní mày chị múa về nó xinh so dễ sơ luôn. Rồi chị nào lại mà tới chỗ cho em 55k. 55k mày chị đẹp dễ sơ chứ. Hàng nếu bạn 55k. Rồi 55k mày chia để quá có sát mày lên 10k. Rồi 10k 20k đổ lại 10k trở lên. 10k trở lên 20k trở lại mày chị xem này. 20k đổ lại mày chị nhá, 10k trở lên mà vàng 55. Bộ vàng 55k. Đẹp bộ vàng mày chị xem này. Chiếc hàng shop mày chị nhá, chiếc này là hàng shop không phải là hàng của chờ không mẹ chị ấy. Hàng này là chiếc của shop xinh lắm. Rồi chị nào lại mà tới chỗ cho em mà bồ vàng 55k. Bồ vàng 55k đẹp dễ sơ chứ. 55k 20kg đổ lại mẹ chị nhá, 10kg trở lên. 10kg trở lên 25kg đổ lại. Chị nào lại mà tới chỗ cho em mà bồ vàng. Đẹp bồ này xinh dễ sơ chứ. 55k 55k mẹ chị ấy, 55k mà bồ vàng. Bồ vàng 55k chị nào lại tới chỗ cho em mà bồ vàng. Bộ vàng 55, bộ vàng là đẹp, 55k. Rồi bộ vàng là đẹp, mẹ chị chụp đấy cậu uống này. À bộ vàng đó, bộ áo đi đạp là em có một bộ thôi. Bộ áo đi đạp đó có một bộ thôi. Bộ vàng là đẹp. Cho em xem đừng mở để em xem. Để em quay. Thì bá thì cục để em mở ra nó mua cái thứ. Đấy đó. Ờ. Ngoài cho mặt lúc mà mình thấy kia đó. Nó cũng còn được mà bác cũng được như bạn bán đấy. Thế. Mình
Rồi ao nám mày chi ao nám. Quạt vẻ ta đếm quái ra. Rồi ao nám mày chi ao nám này. Ao nám 75kg đổ lại 55k. 55k mà ao nám mày chi xem đi. Nám nữ chi mang cũng được hết, nữ thì mang vàng dấu quân. À, bồ vàng 55. Bồ vàng 55 chị Mỹ Lê Đoan là lấy size mấy? Bộ Mỹ Lê Đoan là lấy size mấy chị? Rồi đấy này. Đẹp dễ sợ chứ, nám nữ chi má cũng được hết mấy chị nhá. Chị nó lại mà tới chỗ kia em mà áo. Áo nám mấy chị ấy. Chị ơi, hang mới chị ơi. Hang mới. Nghỉ ráng chơi. Đấy là hang mới con té mạc mà. Hang mới bắt tay cài đi là đáng lẽ em bằng 700 ngàn lần. Ok này, em bằng 700 ngàn lần. Những mở đấy là em không có bán hang không nịch nửa để em xả lồ. Nói chúng xả lồ hơn một nửa đấy mấy chị. Chỗ cái chị Mỹ Lý Đoan một bộ này. À, đô bộ 30 kỷ. Dạ không, 30 kỷ có nơi đá cổ xa nhị thôi. Rồi, áo nám nữ thì má cũng được. Thế này nữ thì má dàn dấu quân con nám thì má 75kg. Chị nó lại mà cho chỗ kem mà áo nám lắm lắm, đẹp dễ sợ chứ. Cái lẽ mà nó xinh so dễ sợ chứ. 55k mày chị, 55k mà áo nám. Áo nám 55k. Bẻ trá 27, bẻ trá 27 cũng có nữa. Chắc thì áo nám này đẹp. Áo nám 55k. Rồi 70kg đổ lại này mà cám này. Cám 70kg đổ lại mẹ chị nhá. Chị nào lại mà tới chỗ cho em mà cám 55k. Cái màu đẹp. Rồi cám 55k 70kg đổ lại. Chị nào lại mà tới chỗ cho em mà cám 55k mẹ chị nhá. 55k 55k mà cám. Cám này đẹp. Em bột mua rồi mẹ đang làm. 55k 55k mà cám. Cám 55k chị nào lại tới chỗ cho em mà cám. Rồi bộ vàng đi con, hai bộ này chị nào chụp cái chụp mày chị này. Dạ có. Rồi bộ vàng đây này, bộ vàng đi con, hai bộ này chị nào chụp cái chụp này. Con hai bộ mày chị nhá. 10kg tới 13kg đổ lại này. 13kg đổ lại mày chị ấy, chị nào lại tới chụp cho em mà bộ vàng. 13kg đổ lại, 10kg trở lên. Đây xà cho mày chị 55k rè. Chụp đi cô uồn, chị nào có bé tâm đỏ thì mày chị chụp cô uồn nhá. 55k. Đẹp dễ sợ lúc mày bố đi mua bên, mày chị có bé thôi. Rè đẹp. Rồi cổ cáo mày chị này. Cổ cáo 40kg trở lên và 65kg trở lại. 40kg trở lên và 65kg đổ lại này. Chị nào lại mặc cái chụp cho em mà cổ cáo. Đẹp dễ sợ chứ. Rồi cổ cáo mày chị 55k mày chị xem đi. Em nói thiệt cái chiếc lén nó xinh soi dễ sờ luôn. 55k mày chị 55k. 55k mà cổ cao chị nó lại tới chỗ kia mà cổ cao. Đẹp dễ sờ chứ cái lén mừng mình dễ sờ luôn. Mày chị xem này. Lén xinh soi lắm. Chị nó lại tới chỗ kia mà cổ cao. Cổ cao mày chị cổ cao 55. Cổ cao 55k. Hộ bực cho nhà sọp à. Trời ơi. Cục sao của chị mớ mất á. À có cái đâm ní này. Đây lấy xả đâm ní luôn. Tẻ ra đâm ní bên con nhiêu vậy sơ chứ. Đây đâm hông ní em con đủ sái này. Đâm hông ní con đủ sái này. Chị nào lại thích chỗ cho em mà đâm hông này. 10kg trở lên và 22kg đổ lại. 10kg trở lên và 22kg đổ lại mấy chị nhá. Mà đâm hông 59. Đâm hông 59k. Đẹp chưa? 59k mấy chị, 59k mà đâm hông. Cả đấy là có thêm cái sợi dây thắt đấy rồi mấy chị này. Có 59k mấy chị, 59k có dây thắt nữa. Chị nào lại tới chụp cho em mà đâm hông. Đâm hông 59k. Cái nú này đẹp chứ mày chị này. Rồi nú mày chị ấy, chị nó lại mặc cái chỗ cho em mà nú kiều. Nú kiều 55, đẹp dễ sợ chứ. 55k mày chị, 55k mà nú kiều. Chị nó lại cái chỗ cho em mà nú kiều, cả nó đẹp.
55k xẻ này. Xẻ ta đẹp dễ sợ chứ. Rồi nú kiểu 55k chị nào lại thấy chỗ kia em mà nú kiểu. Nú kiểu này đẹp 55k. Nú kiểu 55 chị nào lại thấy chỗ kia em mà nú kiểu. Cái nú này đẹp dễ sợ. Đẹp dễ sợ chứ. 55k mày chị, 55k. Nú kiểu 55k chị nào lại thấy chỗ kia em mà nú kiểu đẹp dễ sợ chứ. 55k, 55k cái này đẹp. Con mớ mặt vô đừng nhoi 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 rồi đẹp. Nú 55k.